Đấu La Đại Lục phần 2 tập 212, Sở Lệnh Khắc Thất Quái quyết đấu tuyệt đỉnh phần 3, tuyệt thế đường môn. Bên phía Hồng Viên, Sở Lệnh Khắc và Nhân Quyết đều là giống như là có bàn bạc trước vậy. Đội viên song phương đồng thời tập trung ở vị trí trung tâm xếp thành một nhóm. Bên phía Hồng Viên, Sở Lệnh Khắc, người đứng đầu không còn là Mã Tiểu Đào nữa mà thay đổi thành Từ Tam Thạch. Còn bên phía Chiến Hồn đội Nhật Nguyệt, sau khi hợp lại cũng là đổi người đứng đầu, lúc này người đó là Lâm Tịch. Song phương trong khi thay đổi trận hình cũng là đồng thời phóng xuất ra vũ hồn. Bên phía chiến đội Nhật Nguyệt còn tiện tay sử dụng luôn cả hồn đạo khí của mình nữa. Bên phía Hồng Viên Sơn Lanh Khắc bảy người hợp thành một. Từ Tam Thạch đứng đầu, dương cao huyền minh quy giáp thuẫn của mình, sau đó là sải bước xông về phía trước. Sáu người còn lại phóng xuất ra vũ hồn bám thắt theo sau. Bên phía chiến đội Nhật Nguyệt lúc này lại là không có hành động gì. Đối với hồn đạo sứ, trong một khoảng khắc nhất định là bọn họ mới là có thể phát huy ra thực lực cao nhất. Lâm Tịch đứng đầu đã là sử dụng ra món hồn đạo khí đầu tiên của mình, đó là một tấm chắn nhìn có vẻ là bình thường, lớn khoảng là bằng một cái mâm nhỏ. Chiếc tấm chắn bằng kim loại kia bỗng nhiên là phát xạ ánh sáng rực rỡ, một tầng ánh sáng màu vàng lặng lẽ khuếch tán, hóa thành một cái màn sóng bảo vệ đường kính là trường hài thước. Nó không chỉ là phủ xuống bảo vệ hắn mà là bảo vệ luôn cả những đồng đội đang đứng sau lưng hắn nữa. Những người sáng suốt đều là nhìn ra hành động này của đội chiến thuật Nhật Nguyệt cũng là vì phòng kỹ năng của Huyền Minh Chí Hoán của Từ Tam Thạch. Kỹ năng Huyền Minh Chí Hoán kia không biết đã phát huy tác dụng thần kỳ của nó bao nhiêu lần rồi trong các trận đấu trước rồi. Một khi để cho Từ Tam Thạch thành công thì bên phía Học viện Sử Lãnh Khắc sẽ là sử dụng ra các chiến thuật kỳ quái khác nhau đánh bại bọn họ. Dĩ nhiên thì chuyện này chẳng phải là tốt lành gì với chiến đội Nhật Nguyệt rồi. Chiến đội Nhật Nguyệt lúc này đã là đứng thành một nhóm. Người thấy rõ ràng tình huống hiện nay nhất chính là Lâm Tịch. Thân hình của Lâm Tịch khá là cao lớn nên gần như là có thể che chắn toàn đối. Hơn nữa hắn đã sử dụng hồn đạo khí thuẫn bài, cho dù có bị đổi qua hắn cũng là đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Khi chiến đội Nhật Nguyệt thấy Từ Tam Thạch dẫn đầu xông lên, ai cũng là hơi khẽ mỉm cười, vì kế hoạch của bọn họ chuẩn bị đã là tương đối khắc chế, không cho huyền minh chí hoán của Từ Tam Thạch có cơ hội sử dụng. Khi trận hình của hai đội thay đổi thì một hồi kịch chiến cũng là bắt đầu. Vô số ánh sáng phát ra, khi mà hồn lực ngừng kết không ngừng lóe lên, từng tia sáng hợp thành một quả cầu ánh sáng thật là lớn, bắn ra hệt như là phía sau bọn họ có một con khổng tước đang xòe đuôi vậy. Quả cầu ánh sáng đó bay thẳng lên bầu trời giữa hai đội, kế đến bay về phía Học viện Sơn Anh Khác với tốc độ kinh người, phát ra từng tiếng gió rít vô cùng là chói tai. Quả cầu kia theo tốc độ vào quỹ tích có thể thấy nhất định là sẽ bắn trúng Học viện Sơn Anh Khác, không lãng phí chút nào. Mấy hồn đạo sư bên chiến hồn Nhật Nguyệt thấp nhất cũng là cấp 5. Cho dù là hồn lực của bọn họ chủ yếu là nhờ vào linh dược và mật pháp mới là tăng lên được, không thể so với hồn sư đồng cấp, nhưng tu vi của bọn họ là hàng thật giá thật. Bọn họ lại là còn am hiểu chiến hồn đạo khí, nên khi sử dụng ra, chúng còn muốn mạnh hơn cả một hồn vương bình thường sử dụng ra hồn ký nữa. Huống chi còn có nhiều hồn đạo sư cấp 5 như vậy đồng thời tấn công. Lúc trước khi mà đối với Học viện Đế Áo, chiến đội Nhật Nguyệt cũng là thông qua chiến thuật bùng nổ hàng loạt hồn đạo khí, mạnh mẽ ngăn chặn đối thủ. Trước sự công kích liên tục không ngừng, Học viện Đế Áo không thể không chịu thua. Cho nên chiến thuật lần này của bọn họ dùng cho Học viện Sử Lãnh Khắc là không nghĩ là có thể làm đối phương bị thương, chỉ cần ngăn cản bọn họ lại, không cho bọn họ đến gần là được rồi. Nhưng ngay khi quả cầu ánh sáng từ bên phía bọn họ bay lên thì là bên phía Học viện Sử Lãnh Khắc cũng là có một luồng ánh sáng màu trắng bay thẳng lên trên cao. Luồng ánh sáng này bay lên trên không trung, liền là sáng lên như là ánh trăng rằm, sau đó hóa thành vô số tia sáng màu trắng chút thẳng xuống Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Tuy mức độ dày đặc cũng là những tia sáng này kém hơn quả cầu ánh sáng kia một chút, nhưng nó xuất hiện vô cùng là đúng lúc. Ngay khi các tia sáng từ hồn đạo khí bay lên hội tụ thành quả cầu ánh sáng, thì ánh sáng màu trắng kia cũng là từ từ trên trời giáng xuống. Hai đòn công kích song phương gần như là đồng loạt va chạm vào nhau. Hồn hoàn thứ tư trên người của hắn lóe sáng, kỹ năng kia đúng là do hắn thực hiện, Bách Khổ Lưu Tinh Vũ, một vũ hồn trên phạm vi lớn. Tuy đây chỉ là hồn kỹ thứ tư, nhưng với thực lực của hồn đế, uy lực của nó dĩ nhiên là mạnh hơn uy lực của hồn vương sử dụng ra hồn đạo khí cấp 5. Hơn nữa, món hồn đạo khí kia chỉ có tác dụng cản đường là chính. Nháy mắt khi mà hai bên va chạm vào nhau, hàng loạt tiếng nổ đồng loạt vang lên. Chỉ với lần giao chiến đầu tiên là chứng tỏ, Học viện Sử Lãnh Khắc đã là làm tốt hơn Học viện Đế Áo trước đây nhiều lắm. Bước chân của Từ Tam Thạch cũng là không vì bị bùng lổ này mà chậm lại. Ánh sáng màu đen trên Huyền Minh Quy Giáp trong tay hắn đã là sáng bừng lên. Huyền Minh Chi Lực và Huyền Minh Thuẫn đồng thời là sử dụng. Ai có thể ngờ rằng hắn được chọn đứng đầu không phải là vì phòng ngự đón công kích của đối thủ, ngược lại là ngăn cản dư chấn từ các vụ va chạm của hai bên đây. Với cấp bậc hồn tông, lực phòng ngự của Từ Tam Thạch tuyệt đối là có thể cầm cờ đi đầu. Dưới tác dụng của Huyền Minh Thuẫn Trận và Huyền Minh Chi Lực, tất cả dư chấn đều là bị gạt ra ngoài.
Nháy mắt sau vụ nổ, khoảng cách của hai đội đã làm rút ngắn là còn khoảng 70 thước. Bên phía chiến đội Nhật Nguyệt không hề là có ý định tạm dừng công kích. Hồn đạo sư cấp 5 phối hợp với vô cùng ăn ý, qua cầu ánh sáng cũng là cùng đợt tấn công thứ nhất vừa bay đi, bọn họ đã là chuẩn bị đến đợt tấn công thứ hai rồi. Rất nhiều từ ánh sáng từ các loại hồn đạo khí mà trước nay mấy người học viện sửa lãnh khác thậm chí là còn chưa từng thấy, đang lần lượt bay về phía bọn họ. Nhưng ngay lúc này, học viện sửa lãnh khác cũng là phát động ra đợt tấn công thứ hai. Trong không gian chợt vang lên tiếng vượng ngầm thật là to. Sau đó trên bầu trời xuất hiện ra một con phượng hoàng lửa thật là lớn. Sau bạch hổ lưu tình vũ chính là hồn ký cực mạnh của Mã Tiêu Đào, phượng hoàng lưu tình vũ. Bạch hổ lưu tình vũ của đối tượng hành chẳng qua là hồn ký ngàn năm, còn phượng hoàng lưu tình vũ kia lại là hồn ký vạn năm, đồng thời cũng là hồn ký thứ 6 của Mã Tiêu Đào. Kỹ năng kia của cô xuất hiện ra vừa đúng lúc vừa phối hợp với hoàn mỹ với bạch hổ lưu tình vũ, chứng tỏ ngay từ khi hai đội khai chiến cô đã bắt đầu chuẩn bị chiều này rồi. Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt làm nhiệt độ trên sàn đấu giảm xuống nhanh chóng. Từng quả cầu lửa từ trên bầu trời rơi xuống thậm chí là còn lớn gấp 5 lần so với bạch hổ lưu tình vũ nữa. Các quả cầu lửa ấy mang theo hơi nóng khủng khiếp, khiến cho bầu không khí trên sàn đấu như là bị bóp méo, khiến cho 108 vị hồn sư ở bên ngoài không thể không thúc giục toàn lực bảo vệ bức màn bảo hộ. Hai đội lại là một lần nữa va chạm kịch liệt. Mã Tiểu Đào dùng hành động cụ thể chứng minh thực lực của mình mạnh mẽ như thế nào. Chỉ bằng sức của mỗi kỹ năng Phượng Hoàng Lưu Tình Vũ của cô đã có thể áp chế hết các đoàn công kích từ 7 người đối phương rồi, hơn nữa còn trực tiếp đánh thẳng vào đội đối thủ nữa. Phượng Hoàng Lưu Tình Vũ bất kể là thời gian sử dụng ra hay là uy lực đều là hơn xa bạch hổ Lưu Tình Vũ và của đối thượng hành. Hai hồn đế của học viện sửa lãnh khác đồng loạt sử dụng ra kỹ năng công kích từ xa, cứng đối cứng với đối thủ, bất kể là hồn đạo khí có mạnh như thế nào, thứ nhất là phải đánh trúng người thì là mới có tác dụng, đã thế thì ta sẽ không cho các người có cơ hội đó. Công kích của hồn đạo khí mạnh thật, nhưng mà nó là phải là hồn ký thật sự. Một khi đã là sử dụng thì là không thể nào khống chế được nữa, cho nên hai hồn ký kia mới là có thể dễ dàng cản trở như vậy. Dù cho là có cá lọt lưới, cũng là không thoát được huyền minh thuẫn trận phòng ngự tuyệt đối của Từ Tam Thạch. Có điều thì vì đợt tấn công thứ hai va chạm tạo nên dư chấn quá là mạnh, nên khi hai đội còn cách nhau khoảng 50 thước thì Từ Tam Thạch không thể không dừng bước. Để chống đỡ uy lực mạnh mẽ từ Phượng Hoàng Lưu Tình Vũ, bên phía đội Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư nháy mắt là xuất hiện ra 3 tầng phòng ngự bao phủ 7 người ở bên trong. Đúng vào lúc này, một bóng người bên phía học viện sửa lãnh khác vọt ra khỏi đội hình. Ngọn lửa Phượng Hoàng bên người của cô bỗng hóa thành đôi cánh nhẹ nhàng bay lên trên không trung. Tốc độ của cô nháy mắt tăng lên khủng khiếp. Không những thế, khi cô bay đến độ cao chừng là 10 thước, dưới chân liền xuất hiện ra 2 vòng lửa. Một lần nữa tốc độ của cô lại gia tăng, nháy mắt cô đã đến trước mặt chiến đội Nhật Nguyệt, người kia còn ai khác ngoài Mã Tiểu Đào đấy. Chỉ có cô và đối tượng hành mới có gan một mình xuất chiến như thế này. Cho dù là hồn sư hay là hồn đạo sư, khoảng cách cũng là cực kỳ quan trọng, các khán giả đều là trợn mắt kinh ngạc. Theo tỷ lệ đặt cược thì chiến đội Nhật Nguyệt còn hơn xa học viện sửa lãnh khác, lẽ ra bọn họ phải áp đảo người ta chú. Vậy mà theo cục diện lúc này lại là phía sửa lãnh khác chiếm thế thượng phong. Mã Tiểu Đào gần như là lắc mình một cái đã đến trước mặt Tâm Lịch. 6 người phía sau cũng là đã tăng tốc đuổi theo, vọt thẳng về phía chiến đội Nhật Nguyệt. Hồn hoàn tứ tư trên người của Mã Tiểu Đào bùng sáng, ngọn lửa Phượng Hoàng nháy mắt biến thành màu đỏ sẫm. Tà hỏa Phượng Hoàng lại xuất hiện ra. Liệu cô có thể dùng một kích Phượng Hoàng thiếu khiếu thiên kích này toàn diện chế trụ được chiến hồn chiến đội Nhật Nguyệt thì là cục diện không còn căng thẳng nữa. Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu ở bên dưới đã là nắm chặt tay. Mặc dù là theo chiến thuật của Vương Ngôn thì đây chỉ là mới là khúc xạo đầu, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng Mã Tiểu Đào có thể một kích giành chiến thắng cho học viện Sơn Lai khác. Nhưng thật sự đã là chứng minh chiến đội Nhật Nguyệt có tư cách tranh giành giải quán quân với bọn họ tuyệt đối là không phải tầm thường. Bên phía bọn họ vừa thấy Mã Tiểu Đào chuẩn bị công kích thì là Lâm Tịch đứng đầu liền là đã nhảy vào ra. Ngay sau đó, ba kiện hồn đạo khí trên người hắn đồng loạt lóe sáng. Đầu tiên là một cái vòng sáng màu trắng ở trước ngực, nó như là một màn sương mù lặng lẽ xuất hiện. Khi đó trên người Mã Tiểu Đào bỗng nhiên cũng là xuất hiện ra một vòng sáng vô cùng quỷ dị. Cả người Mã Tiểu Đào bay lên trên, dường như là cũng là vì thế mà bị đổi phương hướng, khiến cho người ta có cảm giác như là Mã Tiểu Đào đang bị Lâm Tịch kéo đến vậy. Sau đó trên người Lâm Tịch phát ra một tầng ánh sáng màu vàng kim, cực kỳ là quen thuộc với đệ tử của học viện Sơn Lai khác. Không phải chỉ là một mà đến hai tầng. Đầu tiên là tầng ánh sáng màu vàng của vô địch hộ thân cháo, vừa vặn đứng trước một kích của Phượng Hoàng khiếu thiên kích của Mã Tiểu Đào. Ngay sau đó, trên người hắn khuếch tán ra một tầng ánh sáng màu vàng nữa, bao phủ cả hắn và Mã Tiểu Đào vào bên trong, đồng thời cũng là ngăn cản cô phóng xích ra ngọn lửa Phượng Hoàng ra ngoài. Hai tầng vô địch hộ cháo phát ra một loạt tiếng nổ khủng bố. Sau đó thì bên trong vòng bảo hộ, ngọn lửa Phượng Hoàng bùng cháy mạnh liệt. Không ngờ một kích cực mạnh của Mã Tiểu Đào lại là bị một hồn đạo sư cấp 5 ngăn cản. Có điều thì Lâm Tịch đã cản trở được Mã Tiểu Đào cũng là không dễ dàng gì.
Vô địch hộ cháo tuy làng lực phòng ngự rất mạnh nhưng cần hấp thu một lượng lớn hồn lực từ trên người sử dụng. Nhất là lúc này, hắn đang dùng một lượt đến 5 kiện hồn đạo khí cấp 5, hồn lực dĩ nhiên là bị rút cạn một cách mạnh mẽ, gương mặt hắn thoáng chốc là đã hơi trắng bệch. 6 người còn lại của chiến đội Nhật Nguyệt có rõ ràng là phối hợp vô cùng là ăn ý. Sau khi Lâm Tình vọt ra, thì làng Mễ Xà đứng ngay sau lưng hắn liền lại bước lên thay đổi vị trí, đồng thời là phóng xuất ra một tầng phòng ngự. Huyền Minh trì hoán của Từ Tam Thạch lại một lần nữa không thể sử dụng. Cũng đúng vào lúc này, một tia sáng màu đỏ ánh kim từ vai trái của Mễ Xà bắn ra. Tia sáng này Từ Tam Thạch đã là từng trông thấy, đó là một kiện hồn đạo khí công kích cực mạnh cấp 7, hơn nữa là còn tập trung vào một vị trí, ngay cả bức màn phòng ngự của 108 hồn sư kia cũng là khó mà chống đỡ được. Tia sáng này xuất hiện ra rất là đúng lúc, Lâm Tịch nhảy ra cản mã tiểu đào, Từ Tam Thạch sử dụng ra huyền minh trí hoán, Mễ Xà dùng ra hồn đạo thuẫn cản tia sáng màu đen kia, và tia sáng màu đỏ ám ánh kim cũng là xuất hiện ngay lúc này. Mục tiêu dĩ nhiên là Từ Tam Thạch, hắn mới sử dụng ra hồn kỹ xong, nên lúc này trường cứng đối cứng ra, hắn không còn cách nào khác. Mà lúc này không chỉ là có mỗi tia ánh sáng màu đỏ ánh kim của Mễ Xà, mà phía hắn còn xuất hiện ra một tia sáng màu tím xanh cực kỳ là rực rỡ. Luồng ánh sáng ấy phóng thẳng lên trên cao, hóa thành đường cong với quỹ đạo là parabol, bay thẳng về phía học viện sửa này khác. Tuy nhiên, thật là bất ngờ rằng ánh mắt bối rối của Từ Tam Thạch bỗng nhiên là trở lên gian xảo. Ngay sau đó, con người hắn biến mất, thay vào đó là một người khác. Người kia không ai khác chính là đội trưởng đội sơ bị lần đầu tiên ra trận, Tiếu Hồng Trần. Huyền Minh trì hoán vậy mà cũng là có thể thành công sao? Nếu có người quan sát cẩn thận sẽ là phát hiện ra, ngay khi tia sáng màu đen của Huyền Minh trì hoán được bắn ra, tuy đã là bị hồn đạo thuẫn ngăn cản nhưng sau đó lại bất ngờ rẽ ra một cách quỷ dị, nhắm thẳng vào mục tiêu là Tiếu Hồng Trần. Sự thay đổi diễn ra quá nhanh, không ai ngờ rằng Từ Tam Thạch lại có thể sử dụng ra Huyền Minh trì hoán. Bên dưới đài, ở khu vực chờ chiến, Vũ Hạo khẽ cúi đầu, ánh sáng màu vàng kim trong mắt hắn lại liên tục sáng lên, nhưng nháy mắt sau đã là khôi phục lại bình thường. Nếu chỉ bằng thực lực của Từ Tam Thạch thì dĩ nhiên là không thể sử dụng ra thành công Huyền Minh trì hoán được. Nhưng nếu có sự trợ giúp của tinh thần tham chắc của Vũ Hạo thì là khác. Tất cả chuyện này đều là nằm trong kế hoạch của Vương Ngôn. Phượng Hoàng Lưu Tình Vũ của Mã Tiểu Đào liên tục rơi trúng bức màn phòng ngự, nào là phải vô tính. Bề ngoài nhìn là có vẻ như là lãng phí hồn lực, nhưng thật sự là lãng phí hay sao? Ngay khi bức màn phòng ngự chấn động kịch liệt thì là tinh thần lực của Vũ Hạo lập tức là tụ lại. Hắn nhanh chóng công chế ló lên lọt qua bức màn phòng ngự rồi sử dụng ra tinh thần tam chất cộng hưởng cho một mình Từ Tam Thạch. Nếu trước đây khi mà Vũ Hạo chưa dung hợp sinh linh kim, đúng là hắn vẫn là có thể làm được, nhưng sau đó tinh thần lực của hắn sẽ là cạn kiệt, hơn nữa là bản thân còn phải chịu gánh nặng rất là lớn. Nhưng hiện tại thì khác, tinh thần hải của hắn được cải tạo toàn diện, tinh thần lực cũng là tăng mạnh, thêm cả thao tác khống chế tinh thần lực của hắn đã là bước lên một lớp thang mới. Tuy không thể giúp đỡ tất cả đồng đội, nhưng nháy mắt dò xét một chút vẫn là dư sức. Vương Ngôn biết rằng đối thủ sẽ là có chuẩn bị với huyền minh trì hoãn của Từ Tam Thạch, nhưng mà hồn đạo khí là vật chết, nó mà cách khác. Nếu hồn đạo thuẫn tạo ra một vòng phòng ngự bao trùm trên diện tích lớn thì đồng nghĩa với việc ngăn cản cả những đòn tấn công của chiến đội Nhật Nguyệt. Dĩ nhiên là bọn họ không muốn bị cản trở như vậy, cho nên Vương Ngôn suy đoán vòng phòng ngự của bọn họ dùng để ngăn cản huyền minh trì hoán sẽ là không quá lớn. Hơn nữa thì với học viện sở hay khác, tác dụng của huyền minh trì hoán trong trận đấu này mang tính chất mấu chốt.